đội tuyển Việt Nam phải di rời 120 km để đá trận với Bồ Đào Nha tại World Cup 2023. Đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận ra quân gặp đương kim vô địch Mỹ tại bảng E World Cup 2023 trên sân vận động Eden Park, thành phố Auckland. Trận đấu đã ghi nhận có tới hơn 41.000 cổ động viên tới sân theo dõi, con số này chỉ kém hơn một chút so với trận đấu của chủ nhà New Zealand ở trận khai mạc World Cup nữ 2023. Tuy nhiên, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải chia tay sân vận động Eden Park để chuyển đến địa điểm mới ở lượt trận thứ hai bảng E gặp Bồ Đào Nha. Trận đấu này sẽ diễn ra trên sân vận động Waikato, thành phố Hamilton. Được biết, hai sân vận động này cách nhau khoảng 120 km và thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ mất 2 tiếng đồng hồ di chuyển bằng xe bus. Việc đưa đón các cầu thủ và thành viên của mỗi đội bóng đều sẽ được FIFA hỗ trợ chú đáo nhất nhằm giúp cho các đội tránh được sự mệt mỏi trong quá trình di chuyển. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ ở lại Auckland đến hết ngày 25 tháng 7. Sau đó, toàn đội sẽ di chuyển đến thành phố Hamilton vào sáng ngày 26 tháng 7. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ được bố trí ở khách sạn mới và sẽ lập tức có buổi tập làm quen sân thi đấu mới là Waikato. Đây cũng sẽ là một thuận lợi cho đội tuyển nữ Việt Nam bởi điều kiện thời tiết ở hai thành phố Auckland và Hamilton là khá tương đồng nên các cầu thủ sẽ không mất nhiều thời gian làm quen với môi trường mới.